Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 6 quý phụ huynh. Cảm ơn các em đã đăng ký vào khóa học online đó. Chỉ có các em và quý phụ huynh mới xem được các clip ở trong cái phần tiết 2 thôi. Còn các bạn khác thì chắc chắn không xem được từ khi thầy chia sẻ đường link thôi các em nhé. Chúng ta sẽ đi sang câu số 5. Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử tập hợp đó. Nghĩa là ở đây á, người ta cho các em là cách mấy? Cách 2 là chỉ ra tính chất đặc trưng, thì người ta yêu cầu các em viết lại là dưới dạng là cách 1. Rồi nè, ở đây tập hợp A x, x là số tự nhiên chẵn nè. Chẵn thì nếu như mà những số nhỏ hơn 10 thì ví dụ như là 0, 2, 4, 6, 8 đấy à, thì gọi là chẵn không. Nhưng mà nó phải thỏa mãn, nó nằm trong khoảng này này. X nó phải lớn hơn 20 và nhỏ hơn 35. Nếu mà x lớn hơn 20 à, mà nhỏ hơn 35 thì x lớn 20 thì số tự nhiên chẵn là đầu tiên nó phải là số mấy? 2 mấy? 22 này. Chứ em viết 21 là sai, tại vì 21 là số lẻ rồi. Có 2 mấy? 24, 26, 28, 30, 3 mấy nữa? 32 và cuối cùng là 34. Chứ em viết 36 là em sai, tại vì nó phải nhỏ hơn 35. Em hiểu chưa nào? X là số tự nhiên lẻ, nhớ là lẻ này. 150 tới 160, nhớ ở đây nó có dấu bằng này. Cái dấu bằng này thì 150 này được lấy, nhưng mà nó là lẻ thì các em lấy 150 là các em sai. Lẻ mà. Như vậy thì nó phải là gì? 151, 153, 155, 150 mấy, 157 và 150, 159. Chứ các em lấy 161 là sai, tại vì nó nhỏ hơn 160. Rồi xong. Đơn giản vậy thôi. Em hiểu chưa? Ta sẽ đi sang ở cái bài số 6 em nha. Ta đi sang bài số 6 em. Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê phần tử tập hợp đó. Em thấy là CX, X là số tự nhiên, X cộng 3 bằng 10. X cộng 3 bằng 10 thì X này sẽ bằng mấy? X này sẽ bằng 7 này. Đúng nè. Như vậy câu A này, C thì ở đây, đây chính là số mấy? Đây chính là số 7 này. Thì 7 cộng 3 thì bằng 10. D, X là số tự nhiên mà X trừ cho 12 thì bằng 23. X trừ 12 thì bằng 23 thì chắc chắn D này, X này sẽ bằng bao nhiêu? X này sẽ bằng 35 đúng không nè. Rất là dễ luôn. Tập hợp E, X là số tự nhiên X chia cho 16 thì bằng 0. Thì theo em x này sẽ bằng mấy? Chỉ có thể x là bằng 0. 0 chia 16 thì bằng 0. G, x là số tự nhiên, 0 chia x thì bằng mấy? Bằng 0, thì chứng tỏ x này là, x là gì? X là số, một số tùy ý nào đó. X có thể bằng số 1, số 2, số 3, số 4, vân vân và vân vân. Nhưng mà x này phải khác số mấy? X này phải là khác số 0. Được không nào? Như vậy thì x là số tùy ý, nhưng mà phải khác mấy? Khác không nha. X là số tùy ý khác không, ví dụ số 1, số 2, số 3, số 4 vậy đó, nhưng phải khác số 0 vậy thôi. Ok, kết quả nha. Ta sẽ đi sang ở bài số 7 nha. Bài số 7, bài số 7 nha. Viết mỗi tập hợp sau bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử tập hợp đó. Nghĩa là cái này là người ta sẽ cho dưới dạng là liệt kê, nghĩa là cách 1. Người ta yêu cầu các em là viết theo cách 2. Các em để ý nha, câu A ở đây là 13, 15, 17 cho tới 29. Thứ nhất các em thấy các cái đuôi này, các chữ số tận cùng là 3, 5, 7, 9, thì chắc chắn nó sẽ là số chẵn hay số lẻ nè. Nó phải là số lẻ nghe đã. Và nó nằm ở trong cái khoảng này các em. Nằm trong cái khoảng đó chính là từ 13 cho tới 29 ha, từ 13 cho tới 29. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là gì? Thứ nhất ở đây là x, và x này là số, là số tự nhiên. Tự nhiên gì? Tự nhiên lẻ hay chẵn? Là tự nhiên lẻ. Và đồng thời cái x này nó lớn hơn bằng bao nhiêu? Lớn hơn bằng 13, hoặc nhỏ hơn bằng là 29. Chúng ta có thể viết như này, hoặc là
chúng ta có thể viết là đó chính là x này nó nằm ở trong khoảng đó chính là lớn hơn bao nhiêu, lớn hơn 12 và nhỏ hơn bao nhiêu, nhỏ hơn 30. Các em không thích viết như thế này, nghĩa là cái đoạn này là giống nhau này, x sẹt x là số tự nhiên lẻ và x lớn hơn bằng 13 và x nhỏ hơn bằng 29, hoặc các em có thể x lớn hơn 12, x lớn 12 đó chính là 13 này và nhỏ hơn 30, nhỏ hơn 30 thì các em sẽ lấy tới 29. Nghĩa là các em có thể viết theo kiểu này cũng được, hoặc là viết theo kiểu này cũng được, có hai cách trình bày như vậy. Nếu giáo viên trình bày theo cách nào cũng vẫn ok các em nhé. Các em hiểu không? Đấy nha. Câu B. Ở đây từ 22 tới 42 thì 2, 4, 6, 8 gì đó thì đó chính là số tự nhiên gì chẳng đúng không? B thì đây chính là x. X là số tự nhiên chẳng. Bây giờ thầy không sử dụng cái lớn hơn bằng nữa. Như vậy x này thầy sẽ cho rằng nó chính là lớn hơn bao nhiêu? Lớn hơn 21 và nhỏ hơn bao nhiêu? Ở đây 42 đúng không? 42 thì nhỏ hơn 43. Đấy, thầy sẽ không viết. Hay là ở đây chúng ta có thể trình bày là x lớn hơn hoặc bằng là 22 và x nhỏ hơn hoặc bằng là 42. Vậy thôi. Câu C. 7 11. Các em thấy lẻ cách nhau mấy đơn vị em? Từ 7 cho tới 11 là mấy đơn vị? 4 đơn vị. Các em hiểu không? Thấy không? Thấy 4 đơn vị không nè? 15, 19, 4 đơn vị đó. Phải không? Như vậy khi mà nó tăng lên 4 đơn vị, ở đây từ số 7 cho tới 27 thì chúng ta phải viết như thế nào để cho nó nãy nè. Thứ nhất ở đây là x. Thấy không? X là số tự nhiên đúng không? Và cái số tự nhiên này nó phải thỏa mãn là gì em? Nó sẽ thỏa mãn là gì nè? Đó chính là cái x này nếu mà theo cái quy luật á là cách nhau 4 đơn vị và nó phải thỏa mãn là từ 7 cho tới 27. Chứng tỏ số 0 chúng ta không được lấy, chứng tỏ là gì? Và đồng thời là 4 nhân cho x, đây là x này, cộng cho 3 nha. Và đồng thời cái x này nó phải nằm ở trong cái khoảng là gì? Từ 1 cho tới 6 nha em nha. Từ 1 cho tới 6. Vậy thôi, thì khi đó ví dụ x bằng 1 em thế ở đây, 4 nhân 1 bằng 4 cộng 3 là bằng 7, đúng nè. X bằng 2 chúng ta thế chỗ đây, 4 x 2 bằng 8 cộng 3 bằng 11, đúng. Hiểu chưa nào? Dưới dạng tổng quát là như thế. Câu D. Ở đây cũng thế là mấy đơn vị nè, 4 này, 9, 16, 25. Nó chẳng là mấy đơn vị cả, mà nó sẽ có dưới cái dạng là gì các em? 2 x 2 bằng 4 này, 3 x 3 bằng 9, 4 x 4 bằng 16. Nghĩa là nó có dạng là 2 x 2 này, 3 x 3 này, 4 x 4 là cái kiểu như vậy. Các em hiểu nè, như vậy chứng tỏ nó có dạng tổng quát là x x. Đúng nè, như vậy đây là chúng ta thấy là x. X là số tự nhiên, số tự nhiên, và đồng thời và x chúng ta sẽ tiến hành nhân với x, và đồng thời x này nằm trong khoảng nào? Đây 4, 49, chứng tỏ x này nằm trong khoảng là x sẽ lớn bằng 2 và nhỏ hơn bằng 7 nha. Chúng ta không tin lấy 2 x 2 bằng 4, 3 x 3 bằng 9, 4 x 4 bằng 16, 5 x 5 bằng 25, 6 x 6 bằng 36, 7 x 7 bằng 49, đúng ở theo quy luật này. Hiểu chưa? Đó. Vậy thôi. Ta sẽ đi sang ở bài số 8 nha. Ok. Ta sẽ đi sang ở bài số 8 em. Lớp 6A có 15 học sinh thích môn ngữ văn. Ở đây thì tóm tắt cái đề bài nha. 15 thích ở đây là văn nè. 20 là thích toán nè. Trong số các học sinh thích môn ngữ văn hoặc toán, có 8 học sinh thích cả hai môn ngữ văn và toán. Ở đây là có 8 học sinh là thích cả hai thằng này. 8 học sinh thích cả văn và toán này. Được chưa nào? Ngoài ra trong lớp vẫn còn 10 học sinh không thích môn nào. Thì trong đó là 10 học sinh là không có thích văn và toán, không thích.
Vâng, toán. Lớp 6A có tất cả bao nhiêu học sinh? Đó nè. Bây giờ chúng ta sẽ tính tổng số học sinh của lớp 6A. Thì bây giờ chúng ta tính sao đây? Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy là tổng số học sinh mà thích văn toán là bao nhiêu? Là 15 cộng cho 20 là bằng 35 học sinh là thích cả văn và toán. Có đúng chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có này. Số học sinh thích văn và toán là chúng ta sẽ có 15 cộng cho 20 thì sẽ bằng 35 học sinh. Đúng chưa? Có 35 học sinh vừa thích văn là toán. Tuy nhiên trong số 35 bạn này thì có 8 bạn là vừa thích văn và vừa thích toán. Có đúng không? Như vậy thì nên cái số học sinh có thích môn ngữ văn hoặc là toán cả hai môn. Số học sinh thích văn hoặc em nhá, chứ không phải là văn hoặc là toán là hoặc là cả hai môn. Đó chính là gì? Các em sẽ lấy 35 trừ mấy? Trừ cho 8 học sinh này ra thì chỉ còn 27 học sinh. Đúng chưa? Trong khi đó là còn lại là 10 học sinh là không có thích cái môn nào cả em. Thì em sẽ lấy 27 cộng cho 10 thì cái lớp này là có 37 học sinh ha. Như vậy thì vậy. Vậy số học sinh do có điện thoại thì thầy nghe phụ huynh đăng ký khóa online nên là các em thông cảm nhé. Vậy số học sinh của lớp 6A là, như vậy ở đây chúng ta sẽ lấy 27 học sinh cộng cho 10 học sinh không có thích bộ môn nào em. Chắc có thể là thích anh văn hay là địa lý hay là sinh học gì đấy ha. Nhưng không thích hai bộ môn văn và toán. Đó chính là có 10 học sinh. Như vậy tổng cộng là có 37 học sinh nha. Ok. Xong các em nha. Clip sau thì thầy sẽ quay tiếp cho em bài số 2, tập hợp số tự nhiên. Chúc em học tốt nha. Bye bye.